Đây, mọi người, đây là một cái sản phẩm DAC X7 của anh khách nhà em mang đến anh độ opam. Độ opam. Thế thì khi mà mở ra ấy có một cái điều rất là giật mình đó là opam của nó lại là con opam này. Thì sản phẩm mới của X7 đây không phải là opam của nó nhá mọi người nhá, mọi người chú ý. Anh mua sản phẩm là nguyên hộp mới, hãng còn tem nhá của bên bán nhà em thì lại không tiện công bố cái bên bán. Đó và người ta để cho cái Obam này thật sự là rất là đáng buồn đối với những shop mà bán hàng như thế tiếp nữa khi mà xem kỹ về mạch con X7 thì lật đằng sau lên thì thấy quả thực là giật mình khi mà đối với những cái sản phẩm mới bên nhà số Hà Nội bên em á thì cái bảng mạch này là còn y nguyên của nhà sản xuất nó không có cái hiện tượng mà đây đây mọi người thấy không này hàn này người ta hàn lại này đấy hàn lại và làm không tốt này hàng mới không có chuyện như này và mọi người để ý này đây nó là cái 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 chỗ hàn này là cắm vào cái tai nghe đây nhá đấy đây này làm gì có hàng mới nào mà hàn kiểu này à mọi người đấy đây là thiếc này rồi thì uh, nhựa thông này nó còn bắn tứa lung tung ra hết bên này cũng thế bên này là nút nguồn bên này là hàn cái phần nguồn vào rất là không hay đây mọi người để ý nhá rồi ở dưới này thì đây họ đang bán là hàng mới như anh khách nhà em chia sẻ đây là hàng mới không biết là mới kiểu gì thì mọi người cần phải chú ý chúng ta lựa chọn những cái bên bán hàng uy tín để chúng ta gửi niềm tin vào đó như thế này thì quả thật là không hay nhá yeah. ok